chắc chiếc của mình nằm lọt thảm nông cái đuôi nó luôn. Ghê trời. Ghê. Đã. Hai cái hông hai bên là nó có cái nắp vuông nó mở ra cái là chặt mét đó. Cano ra liền đó. Cabin lái ở dưới kia thứ hai á, thì đó thứ hai á, ừ. Ở trên đó, cái thằng trên cùng là cái quầy gì quầy lái trên đó thôi, chắc lái lấy đồ mót lên trên. Cái này mà nó chạy tốc độ cao cái chắc không phải nhảy lên bờ luôn. Phải chạy cứ 40 số là thấy mẹ.